Quan chức cấp cao Nga cho biết, lần đầu tiên trên thế giới, một hệ thống phòng không của nước này bắn rơi mục tiêu trên không sử dụng chế độ hoàn toàn tự động bằng trí tuệ nhân tạo. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Công thương Nga Denis Manturov ngày 13 tháng 6 nói với Sputnik rằng, tổ hợp phòng không S-350 VTS của nước này lần đầu tiên phá hủy một mục tiêu trên không khi tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine. Gần đây, nhà máy, luyện kim và chế tạo máy hạng nặng của Nga, Obukhov đã thông báo rằng hệ thống tên lửa phòng không S-350 VTS lần đầu tiên trên thế giới đã bắn trúng mục tiêu của Ukraine ở chế độ tự động, sử dụng trí tuệ nhân tạo mà không có sự tham gia của con người trong toàn bộ quá trình, ông Manturov nói, không nêu cụ thể thời gian, địa điểm diễn ra vụ đánh chặn. Nguồn tin cho hay S-350 đã tự động phát hiện, theo dõi và phá hủy máy bay chiến đấu và máy bay không người lái của Ukraine trong khu vực Nga tiến hành chiến sự quân sự đặc biệt. Chế độ tự động được thực hiện thông qua nguyên tắc không can thiệp của con người và AI là bên toàn quyền quyết định. F-350 VTS là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung, đa kênh di động do Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Almasante phát triển. Việc chế tạo tổ hợp này bắt đầu từ những năm 1990, xuất phát từ nhu cầu thay thế các sửa đổi riêng lẻ của tổ hợp S-300 đang phục vụ trong quân đội Nga. Sau nhiều năm nghiên cứu và phát triển, những tổ hợp S-350 đầu tiên mới được trang bị cho quân đội Nga từ năm 2019. Hệ thống S-350 VTS bao gồm một bệ phóng tự hành, một radar điện tử quét mọi góc độ không gian và một đài chỉ huy. Tất cả các mô-đun phòng không đều được lắp đặt trên khung gầm bánh lốp đặc biệt BAZ-690-92-012, được trang bị các tên lửa tầm trung và tầm ngắn 9M96 và 9M100. S-350 có khả năng theo dõi cùng lúc 100 mục tiêu và đánh chặn đồng thời tối đa 16 mục tiêu. S-350 được thiết kế để bảo vệ các cơ sở quan trọng và đội hình quân sự khỏi các cuộc tấn công bằng vũ khí tấn công đường không hiện đại. Tổ hợp này có thể được chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong vòng chưa đầy 5 phút. S-350 có thể đánh chặn mục tiêu đạn đạo ở khoảng cách tối đa 25 km và vô hiệu các mục tiêu khí động lực học, bao gồm máy bay không người lái, tên lửa hành trình và các thiết bị tương tự, ở phạm vi đáng chú ý từ 120 đến 150 km. Lá chắn này có thể đánh chặn mục tiêu di chuyển với tốc độ 2 km một giây, đảm bảo khả năng phòng thủ nhanh chóng và hiệu quả trước các mối đe dọa trên không. S-350 VTS có nhiều điểm trội hơn so với một số hệ thống phòng không đối thủ. Thứ nhất, nó có số lượng tên lửa lớn hơn, giúp nâng cao khả năng phòng thủ và hỏa lực. Ngoài ra, nó được trang bị một radar tiên tiến sử dụng chế độ quét vòng tròn, cho phép giám sát từ mọi góc độ. Theo các chuyên gia quân sự, S-350 là hệ thống phòng không hiện đại và đóng một vai rất quan trọng trong việc hoàn thiện lá chắn tầm trung cho quân đội Nga trước máy bay chiến đấu và tên lửa của đối phương. Theo Dân Trí, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.